Thắng Audio xin kính chào các bác. Thắng Audio hôm nay về tiếp tục một đôi loa Beamer rất là nổi tiếng của Nhật Bản, đôi Beamer S180. Đôi này sở hữu bát 30, một chung một tép. Đôi này về Thắng Audio còn rất là đẹp. Mình vừa hàn huyên, nghe tâm hồn sao xuyến, muốn đêm nay thật dài. Bao nhiêu ân tình xin gói trọn, hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi, hơn 20 tuổi. Đôi Beamer S180. Đôi này ra đời năm 1979. Và hôm nay đã có mặt tại Thắng Audio. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàu. Anh chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép cay răng với lũy hào sâu lỗ châu. Trà sông đạn này quét sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tôi thơ mất năm nào, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu, với cây đa khóm chức hàng cau, với con đê có chiếc cầu. Đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hoang phế dòng dều. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em, với miếng cầu, với miếng trầu. Đôi Beamer 18S180A. Đôi Beamer 180 thì căng vẫn rất là đẹp. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên. Các bác có nhu cầu sở hữu đôi loa Beamer S180, alo cho em theo số máy 0983698887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.